Thưa quý vị, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban công tác mặt trận tại khu dân cư được xem là một trong những lực lượng nòng cốt để xây dựng lá chắn phòng dịch tại cơ sở. Từ tham gia vào ban điều hành khu dân cư cho đến việc kết nối, vận động tổ chức cá nhân, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn, Ban công tác mặt trận khu dân cư đã không quản ngại những khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm để chung tay cùng thành phố trong cuộc chiến với COVID-19. Ngày 30 tháng 7 năm 2021, khi Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chỉ thị số 05 về thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, đây cũng là thời điểm đội ngũ cán bộ mặt trận được huy động tối đa để tham gia vào ban điều hành khu dân cư làm nhiệm vụ phòng chống dịch, kiêm nhiệm nhiều vai trò từ trực chốt, tuyên truyền loa lưu động đến đi chợ giúp bà con nhân dân. Mỗi thành viên ban công tác mặt trận đều không nề hà, xem đây là trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Hàng ngày đến động viên các nhà dân, nếu có ai mà các khu có vùng dịch đến thì là báo trước. Hai nữa, chúng tôi cũng là ban các mặt trận, tôi cũng thường xuyên đi giám sát chuyện này. Thứ ba nữa là động viên với các tổ trưởng tổ dân phố cùng bà con là giám sát cái việc này, tức là nhà nhà giám sát nhau trong việc dập dịch này. Toàn thành phố có 1.200 ban công tác mặt trận khu dân cư, mỗi ban có từ 7 đến 15 thành viên, gần 2.800 tổ dân phố và 113 thôn với hơn 5.800 tổ trưởng, tổ phó, trưởng thôn, phó thôn. Hơn một tháng qua, các thành viên ban công tác mặt trận cùng tổ dân phố luôn sẵn sàng xông pha với mong muốn COVID-19 sớm được đẩy lùi, đưa thành phố về với nhịp sống bình thường. Vai trò mặt trận được phát huy với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, thông qua mặt trận và các tổ chức chính trị thành viên của mặt trận để phát huy vai trò toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh COVID để bảo vệ sức khỏe bản thân của chính người dân, của cộng đồng, của gia đình, và từ đó để chúng ta đem lại bình an cho mọi người, mọi nhà trong cuộc chiến phòng chống COVID lâu dài. Nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội mùa dịch, ngay sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã gửi thư kêu gọi đến toàn thể nhân dân thành phố san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch, Ban công tác mặt trận trở thành nhịp cầu nối, gắn kết các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hỗ trợ những gia đình khó khăn ở các khu dân cư. Những xuất quà nghĩa tình được trao đi cũng chính là niềm hạnh phúc của đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở. Trưởng ban công tác mặt trận đứng ra để vận động, phối hợp với các tổ dân phố để vận động những cái nhà khá, hỗ trợ cho nhà khó, thì chia sẻ những khó khăn trong mùa dịch, và đó là tình làng nghĩa xóm. Đây là một cái bước khởi đầu của khu dân cư, cho nên chúng tôi còn nhiều lần nữa, và chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm sâu sát đến từng hộ dân. Nếu phát hiện hộ nào kịp thời khó khăn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay. Để giúp người dân đang ở nhà thuê giảm bớt gánh nặng chi tiêu trong mùa dịch, Mặt trận thành phố đã tổ chức vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn miễn hoặc giảm tiền thuê trọ. Đến ngày 14 tháng 9 vừa qua, Mặt trận các phường xã đã vận động chủ nhà trọ giảm hơn 19,8 tỷ đồng, san sẻ một phần khó khăn cho người thuê trọ. Có thể khẳng định, Ban công tác Mặt trận với tinh thần trách nhiệm đã và đang thầm lặng đóng góp cho công tác phòng chống dịch tại khu dân cư, giúp bà con nhân dân yên tâm chống dịch.